Thiên Chúa Cha và Con và Thánh Thần. Chưa cùng anh chị em. Kính thưa cộng đoàn cùng hiệp dâng, trong thánh lễ hôm nay chúng ta hiệp ý cầu nguyện theo người xin, cầu cho các linh hồn Bonaventura Dũng, Đa Minh, Nguyễn Đức Thành, Lễ Dỗ, Du Xe, Trần Ngọc Lâm mới qua đời, Francisco Xavier Nhã và thân nhân họ Vũ, Phêrô Tín và thân nhân họ Phạm, Anna Tâm và thân nhân họ Nguyễn, Lucia Tôn Nữ Thị Phượng, Maria Phạm Thị Đông, Maria Trần Thị Hỷ Lễ Dỗ, Maria Đặng Ngọc Hảo, các linh hồn, linh mục, tu sĩ, thân nhân và ân nhân, các gia đình tổ tiên, ông bà, cha, các linh hồn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh chị, vợ con, gia đình Cường Nguyễn xin tạ ơn, Phạm Thúy xin tạ ơn, bà nội xin tạ ơn và xin ơn bình an cho cháu Nico Phạm nhân dịp sinh nhật 6 tuổi. Cùng với lời cầu nguyện của mỗi người chúng ta, giờ đây chúng ta xin Chúa thứ tha tất cả những thiếu sót, lỗi lầm để xứng đáng tham dự thánh lễ. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khấn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, để đổi mới trần gian, Chúa dùng những bí tích kỳ diệu làm dấu chỉ sự hiện diện của Chúa giữa loài người. Xin cho Hội Thánh biết lợi dụng nguồn thiên ân đó để không ngừng tiến triển và luôn được Chúa thương nâng đỡ phù trì trong đời sống hiện tại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trì cùng Chúa trong sự hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sát ngôn sứ Isaiah. Đức Chúa phán như sau: Này đây, ta sáng tạo trời mới đất mới, không còn ai nhớ đến thuở ban đầu và nhắc lại trong tâm trí nữa. Nhưng thiên hạ sẽ vui mừng và luôn mãi hỷ hoan vì những gì chính ta sáng tạo. Phải, này đây ta sẽ tạo Jerusalem nên nguồn hoan hỷ và dân ở đó thành nỗi vui mừng. Vì Jerusalem ta sẽ hoan hỷ, vì dân ta sẽ nhảy mừng. Nơi đây sẽ không còn nghe thấy tiếng than khóc kêu la, nơi đây sẽ không còn trẻ sơ sinh chết yểu và người già tuổi thọ không tròn. Vì trăm tuổi mà chết là chết trẻ, vì chưa tròn trăm tuổi mà chết là bị nguyền rủa. Người ta sẽ xây nhà và được ở, sẽ trồng nho và được ăn trái. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài vì đã thương cứu vớt. Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài vì đã thương.
Chúa, con xin tang dương Ngài vì đã thương kêu vơn, không để quân thù đã chia nhau cười con. Lạy Chúa, từ âm phủ Ngài đã kéo con lên, tường đã khó xuống mồ mà Ngài thương kêu sông. Lạy Chúa, con xin tang dương Ngài vì đã thương kêu vớt. Hỡi những kẻ tin chung, hãy đàn ca mừng Chúa, cảm tạ thánh danh Người. Người nổi dân, dân trong giây lát, nhưng yêu thương, thương suốt cả đời. Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống, hừng đông về đã vòng tiếng hò reo. Lạy Chúa, con xin tang dương Ngài vì đã thương kêu vớt. Lạy Chúa, xin lắng nghe và xót thương con. Lạy Chúa, xin phù trì nâng đỡ. Khôn ai ca, Chúa đổi thành vũ điệu. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ. Xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sau hai ngày lưu lại Samari, Đức Giêsu đi Galilê. Chính Người đã quả quyết ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình. Khi Người đến Galilê, dân chúng trong miền đó đón tiếp Người vì đã được chứng kiến tất cả những gì Người làm tại Jerusalem trong dịp lễ, bởi lẽ chính họ cũng đã đi dự lễ. Vậy Đức Giêsu trở lại Cana miền Galilê, nơi Người đã làm cho nước hóa thành rượu. Bây giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Capernaum. Khi nghe tin Đức Giêsu từ Giu-đê đến Ga-li-lê, ông tới gặp và xin Người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. Đức Giêsu nói với ông: các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu. Viên sĩ quan nói: thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất. Đức Giêsu bảo: ông cứ về đi, con ông sống. Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình và ra về. Ông còn đang đi xuống thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi. Ông hỏi họ con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào. Họ đáp: hôm qua vào lúc 1 giờ trưa thì cậu hết sốt. Vì cha nhận ra là vào đúng giờ đó Đức Giêsu đã nói với mình con ông sống, nên ông và cả nhà đều tin. Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giêsu đã làm khi Người từ miền Giu-đê đến miền Ga-li-lê. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, Thánh Gioan cho chúng ta biết dấu lạ đầu tiên mà Đức Giêsu làm tại Cana, đó là dấu lạ nước hóa thành rượu. Khi đó có mẹ Người, có các môn đệ đi theo, và chính qua cái dấu lạ đó mà nhiều môn đệ đã tin vào Đức Giêsu. Tuy nhiên trong cái dấu lạ tiệc cưới tại Cana thì chúng ta thấy nhờ lòng tin của Đức Mẹ, khi mà Đức Mẹ quan sát thấy thiếu rượu thì Đức Mẹ đã nói với Đức Giêsu: họ hết rượu rồi. Và
Và Đức Giêsu trả lời: dường như không liên quan, việc đó can gì đến bà và tôi. Nhưng Đức Mẹ lại tin rằng con mình sẽ can thiệp khi nói với gia nhân: người bảo gì thì anh em cứ làm. Và chúng ta đã thấy một cái dấu lạ đã xảy ra khi Đức Giêsu can thiệp làm cho 6 chum nước lã hóa thành 6 chum rượu ngon. Và dấu lạ thứ hai trong bài tin mừng chúng ta nghe, đó là một ông sĩ quan cận vệ nhà vua có đứa con đau ốm đến xin Đức Giêsu can thiệp. Và Đức Giêsu đã từng bước để nói, để qua đó ông tin vào Đức Giêsu. Thứ nhất là Đức Giêsu nói đến việc nếu như họ không có thấy cái dấu lạ Đức Giêsu làm, họ sẽ không tin. Thực ra thì như đầu bài tin mừng chúng ta biết là Đức Giêsu đã đi khắp nơi, đặc biệt là tại vùng Galilê cũng như là miền Giu-đê, Ngài làm rất là nhiều dấu lạ. Đã đi kèm theo cái lời mà Ngài đã nói, lời Ngài đã dạy, những dấu lạ là chữa bệnh, sư trù ma quỷ, cũng như là cho người mù được thấy, kẻ điếc được nghe, và người câm nói được. Tất cả những dấu lạ đó thì chắc chắn là họ đã nghe. Và chính vì vậy mà họ đã đến gặp Đức Giêsu. Và sau khi trao đổi thì Đức Giêsu đã nói: ông cứ về đi, con ông sẽ khỏe lại. Và ông tin vào điều đó. Trong thời gian mùa chay là thời gian mà giáo hội mời gọi chúng ta đến với Chúa cầu nguyện, qua việc cầu nguyện. Nếu như cái người cận vệ, cái người chưa phải là người môn đệ của Đức Giêsu đến xin, rồi sau khi trao đổi, rồi sau khi mà Đức Giêsu chữa lành, thì không phải chỉ ông mà cả ông đều tin. Thế thì mỗi người chúng ta được mời gọi cầu nguyện với Chúa. Trong đời sống của mình, niềm tin của chúng ta vẫn bị thử thách. Đôi khi cuộc sống của chúng ta, mình cảm thấy nó mọi sự nó thuận lợi, hay là mình thấy dường như là không có Chúa. Có một số người cảm thấy như có Chúa thì mình, cuộc sống của mình nó phiền phức hơn, bởi vì mình phải dành giờ cho Chúa, mình phải đến nhà thờ, mình phải Chủ nhật mình phải đi lễ. Trong khi có nhiều người ta không có làm như vậy, nhưng mà họ vẫn sống khỏe, thậm chí là họ còn giàu có. Nhưng mà những người tin vào Đức Giêsu thì lại được mời gọi có một sự gắn bó với Ngài, phải đến với Ngài. Và thời gian mùa chay là thời gian giáo hội mời gọi chúng ta cầu nguyện, chúng ta dành giờ cho Chúa, chúng ta đến với Chúa để chúng ta lắng nghe Chúa nói. Và nếu như niềm tin của chúng ta chưa có đủ mạnh, hay là niềm tin của chúng ta còn bị những lung lay, còn bị điều này điều kia lôi kéo, thì chính việc chúng ta gắn bó với Chúa thì sẽ giúp cho chúng ta củng cố được niềm tin. Và chính việc gặp gỡ đó sẽ giúp cho chúng ta cảm nhận được Thiên Chúa là đấng yêu thương, là đấng luôn muốn làm điều tốt đẹp nhất cho mỗi người chúng ta. Vì vậy chúng ta xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta trong thời gian mùa chay là thời gian mà chúng ta lắng đọng tâm hồn, thời gian để chúng ta gặp gỡ Chúa, để chúng ta được củng cố niềm tin, cũng như là chính sức mạnh và ân sủng của Chúa sẽ giúp cho chúng ta đương đầu với mọi chuyện trong đời sống, cũng như giúp cho chúng ta vượt qua được những cái thử thách, những cám dỗ. Amen. Lạy Chúa, lạy Chúa cả trời đất, chúc tùng Chúa rao động ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh nuôi dưỡng chúng con.
Lạy Chúa, lời Chúa cả trời đất chúc tụng Chúa rộng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên cuộn thiêng liêng cho chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để lời của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin cho của lễ chúng con dâng đem lại cho chúng con sức sống mới, để chúng con cởi bỏ con người cũ và luôn tin bước theo tinh thần phúc âm. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thanh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa dùng chay tinh phần xác trên ngự nết sâu nâng cao tâm hồn chúng con và ban sức mạnh cùng phần thưởng nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ người các thiên thần ca ngợi, các quan thần thờ lại, các quyền thần kinh sợ uy linh Chúa, các tầng trời cùng với các đạo binh thiên quốc và các thần sốt men đồng hân hoan chúc tùng Chúa, xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nổ vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến nội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giáo Mục Michael, chúng con cùng toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người
Đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho thay được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Cả Giuse, bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin rơi thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giữ chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đầy niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đức Chín Thiên Chúa để đấng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc Chín Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho bí tích chúng con vừa lãnh nhận canh tân và thánh hóa cuộc đời chúng con, để chúng con đáng hưởng gia nghiệp nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Xin Đức Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong cho anh chị em đi bình an.